Những ngày trời mưa gió hay những tháng trời se lạnh là khoảng thời gian chị Ngọc Nhã cảm thấy sợ nhất, bởi đó là lúc chị gần như kiệt sức hoàn toàn vì sự đau đớn từ trong xương khớp do chứng viêm đa cơ và bị gút. Điều trị bệnh về xương khớp chưa bao lâu thì chị lại được phát hiện mắc chứng suy thận. Dạ, lúc đầu thì em chỉ trị về gút thôi. Thì đau tay chân nó bị co rút lại thì em bị gút thôi, chứ không có nghĩ tới bị thận. Thì đến khi mà em ói nhiều quá rồi em bị ngất nhiều lần quá đó, thì mới đưa vô bệnh viện thì bác sĩ bảo là em bị suy thận giai đoạn cuối rồi, hết điều trị rồi. Thì nói chung là bây giờ ngày nào thì tính theo ngày đó. Vậy bây giờ chỉ cần ghim tim vô thì máu nó không có ngừng chảy được, nó chảy theo kim, nó chảy ra ngoài hết, nên là không có chạy thận được nữa. Mong muốn thoát khỏi cảnh túng thiếu ở quê, chị Nhã đã đến Bình Dương với hy vọng tìm lại cuộc sống mới cho mình. Từ lúc bệnh nặng, theo lời khuyên của người thân, chị đã về lại quê nhà nương náu cùng gia đình người em hơn 3 năm nay. Được anh chị rước về chăm sóc, chở che, nhưng cảm giác mình là gánh nặng cho mọi người luôn thường trực trong suy nghĩ của chị Nhã. Bởi anh em cũng chỉ làm thuê làm mướn, lo cho cuộc sống qua ngày. Những lúc ở nhà một mình, chị phải nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm xung quanh. Chị Nhã chia sẻ, mình cũng còn may mắn khi ngày trở về vẫn được mọi người yêu thương, đùm bọc. Sự chăm nom, những lời động viên ấy giúp chị ấm lòng hơn. Là nó bệnh nhiều quá, tới trường rước về. Chung nó nghèo nhưng mà cũng ráng, nó cũng lo chu đáo cho chị. Nói chung là cái giờ là cha mẹ mất hết, đâu có ai đâu, mấy chị em nó đùm bọc nhau vậy đó. Rồi nói chung là nhà sập bìm leo sao, thấy đã nó vậy khổ rồi, cái đùng cái ăn trường bệnh hôm nào hôm nay nữa. Căn bệnh xảy đến bất ngờ với anh Trường, em trai của chị Nhã, là chứng tai biến mạch máu não. Từ một người khỏe mạnh, là trụ cột của gia đình và là chỗ dựa của chị Nhã trong những năm tháng bệnh tật vừa qua, nay lại cử động một cách vô cùng khó khăn. Gần một tháng nay, anh phải thường xuyên lui tới bệnh viện vì tình trạng sức khỏe có những chuyển biến không tốt. Sự phục hồi của anh Trường là điều bác sĩ chưa thể nói trước, gia đình cũng không dám đặt nhiều kỳ vọng. Có em dạng như em bị sốc, lúc đó em còn ở trong công ty, chị em đồng nghiệp công ty cho em mượn tiền để em đi tới bệnh viện với chồng em. Lúc đó là ông nói liệt, không còn cảm giác, rồi bác sĩ có cho em biết là chồng em bị rất là nặng, có thể là nằm thực vật, cũng có thể là bị đột tử. Trong nằm phòng hồi sức là 4 ngày á chị, rồi thấy bác sĩ thấy ổn ổn rồi bác sĩ mới cho ra ngoài nằm. Chứ hồi lúc đầu là như dạng như ổng sản, ổng không biết, không có làm chủ được bản thân của ổng á. Em chỉ biết là giữ được mạng sống chồng em là em mừng thôi. Em không có gia đình á, nên là lúc em bệnh nặng quá thì em trai rước về. Được cũng nay cũng 2-3 năm rồi thì giờ nó nằm, nó ngã bệnh á. Nên em dâu cũng phải nghỉ làm ở nhà. Hơi bị sốc nên suốt mấy ngày thì em không có ngủ được. Với lại tinh thần em bị xuống, là tại vì em mới vừa mất mẹ đó. Thì em nói chung là xuống thì rất là nhiều luôn. Nói chung là bây giờ không có... Nói chung là gia đình không còn khả năng nữa. Phần lớn là bây giờ em thì phải uống thuốc mỗi ngày. Thì lúc trước thì em không có đứng lên được. Nên là từ cái ngày mà nó bệnh thì em cũng cố gắng để tự lo cho bản thân mình. Thì em cũng có thể đứng lên, đứng lên được. Có nghĩa là em tự đi, tự tập đi được. Nhưng mà nói chung là đau thì đau rất là nhiều. Nhưng mà em ráng thôi, tới đâu thì tính tới đó. Tại vì em trai em bây giờ nó còn trẻ quá. Cháu thì nó còn nhỏ quá. Nên là nói chung là mọi thứ với em bây giờ nó khó khăn hơn nhiều. Khó khăn gấp 10 lần người khác. Từ ngày em trai ngã bệnh, chị Nhã lại rơi vào ngõ cụt. Cuộc sống càng thêm chồng chất khó khăn. Suy nghĩ về những tháng ngày phía trước, chị không khỏi lo lắng.
Chị Nhã không còn ước mong cho mình, mà chỉ mong sau em trai có thể khỏe mạnh trở lại. Chị sẽ chấp nhận hết những thiệt thòi, gánh hết những điều bất trắc để gia đình em mình được an yên. Lúc trước thì Nhã bệnh thì chính tay trường là nuôi dưỡng chị từ bệnh viện thành phố rồi Long An Thành Hóa về tới đây. Thì qua một thời gian khoảng cách đây khoảng một tháng thì tự dưng thì trường đổ bệnh tai biến, thì bây giờ trường là cũng nằm một chỗ. Quý ban cũng mong rằng thì nhờ chương trình rồi cũng vận động mạnh thường quân trong và ngoài huyện ngoài tỉnh để có sự hỗ trợ cho gia đình chị Nhã và trường có một số tiền để trang trải trong cuộc sống, chăm lo bệnh hoạn cho mau hết. Hai mảnh đời, một cuộc sống dưới mái nhà, chứng kiến những điều không may xảy ra với chị Nhã và gia đình anh Trường, ai cũng mong muốn được chung tay sẻ chia. Thế nhưng, ở vùng quê còn nhiều khó khăn, thì sự giúp đỡ hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con hàng xóm đều có giới hạn. Dù thương cho hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của chị Nhã, anh Trường rất nhiều, nhưng tất cả chỉ có tấm lòng. Thưa quý khán giả, qua chương trình hôm nay, chúng tôi mong rằng những nỗi đau của chị Ngọc Nhã cũng như những khó khăn của gia đình anh Trường sẽ nhận được những cảm thông san sẻ của quý vị. Mọi sự giúp đỡ cho nhân vật của chương trình xin quý vị vui lòng gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3 đường Võ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 02723822529 hoặc số điện thoại 0946290162 gặp chị Việt Hạnh. Hoặc quý vị cũng có thể gửi tiền để hỗ trợ cho chị Ngọc Nhã thông qua số tài khoản 6600139397979 Ngân hàng Agribank tỉnh Long An, chủ tài khoản Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An. Phần nội dung quý vị ghi rõ hỗ trợ chị Nhã. Chúng tôi cũng xin được lưu ý cùng quý khán giả, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An chỉ có duy nhất một số tài khoản Ngân hàng Agribank là 6600139397979 để tiếp nhận tiền hỗ trợ cho nhân vật của chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo phát trên sóng LA34, Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An. Thưa quý vị, trong chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo kỳ trước, chúng tôi đã đến với hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Ẩn, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành. Bị tai nạn giao thông, gãy xương đùi, phải cặp inox và đang cần sự hỗ trợ để có thể có kinh phí thực hiện ca phẫu thuật tháo bỏ inox và mong được sự giúp đỡ của quý vị để bà có thể quay về cuộc sống trước kia, tự nuôi bản thân mình. Sau khi hoàn cảnh của bà được phát sóng, bà đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm sau đây. Danh sách ủng hộ bà Nguyễn Thị Ẩn, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, phát sóng ngày 9 tháng 10 năm 2024, bệnh u ác tính, đầu tụy. Chị Phượng đồ chai 500.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử Chùa Thiên Phước 200.000 đồng, gia đình chú Quyền và cô Liên, gara auto Quyền. Tân Bửu 4 triệu đồng, cô Tịnh Pháp, phường 4, thành phố Tân An 250.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh 200.000 đồng, Tân Tú 100.000 đồng, Tuyết Thu 200.000 đồng, Quang Phúc Thúy Hân 100.000 đồng, chú Sáu Chánh, phường Tân Khánh 100.000 đồng, Nguyễn Anh Thoại, phường 6, thành phố Tân An 100.000 đồng, nhóm từ thiện chợ kênh nước mặn Long Hữu Đông 1 triệu đồng, anh Đông công ty Đại Dương, phường 6, thành phố Tân An 2 triệu đồng, Nguyễn Khánh Kỳ Thư, phường 2, thành phố Tân An 300.000 đồng, bạn xem đài Cần Duột 500.000 đồng, cô Tư Lại Bình Quân 100.000 đồng, cô Dung Long Sơn Cần Đức 200.000 đồng, Hồ Văn Mừng Lợi Bình Nhân 50.000 đồng, Hồ Phát Đạt Lợi Bình Nhân 100.000 đồng, Trần Văn Tị Phú Ngãi Trị 200.000 đồng, anh Thành Giao Bánh chợ Tân Thạnh 100.000 đồng, bà Quá Cố Lê Thị Liêm 200.000 đồng, Công Minh Thiên Phúc 200.000 đồng, bạn xem đài phường 5 100.000 đồng, Khanh phường 3 200.000 đồng, Huỳnh Hoang Mực Trần Thị Mỹ Trân 700.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai Trương Giang Quang 400.000 đồng, gia đình anh Ngọc Dũng khu dân cư Thái Dương phường 6 500.000 đồng, Trần Thị Bận cầm đồ 114 100.000 đồng, gia đình Thu Tuyền 100.000 đồng, Chành Cường Quyên 50.000 đồng. Bi Gia Thanh Sang, Thanh Hùng, Thanh Hiếu 200.000 đồng, Anh Hùng Phân, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, Ga Thùy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị Mi So 100.000 đồng, Gà Rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Cà Phê Sona 100.000 đồng, Châu Văn Danh 50.000 đồng, Nguyễn Thị Ngọc 50.000 đồng, Lê Thị Môn 50.000 đồng, Hai Bé Mai Duyên 100.000 đồng, Thành Đạt Quang Vinh 50.000 đồng, Châu Đắc Chí 50.000 đồng,
Huệ Đức, Mỹ Khoa, Huệ Hiếu 100.000 đồng, chị Loan, Tịnh Xá Ngọc An 100.000 đồng, Phạm Thị Bích Ngân 200.000 đồng, bạn xem đài phường 4 100.000 đồng, gia đình Sơn Hằng 200.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 200.000 đồng, bà Hồ Thị Mỹ Lệ, An Vĩnh Ngãi 100.000 đồng, ông Quá Cố Tám Nhu, Trung Hòa 50.000 đồng, vợ gạo Tám Trang, Lê Thành Phương 500.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh Hiền 500.000 đồng, Quá Cố, Nguyễn Xuân Hoàng 100.000 đồng, Nguyễn Trung Hiếu 100.000 đồng, chú Tám Hé, phường Tân Khánh 100.000 đồng, Trịnh Hữu Phước 100.000 đồng, Phạm Thị Ba, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Dương Thị Tiến, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Bùi Chí Hùng, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, anh Trần Hùng Dũng, phường 3, thành phố Tân An 200.000 đồng. Nhóm từ thiện ngân hàng Sacombank Long An 20kg gạo, Võ Kim Châu, phường 3, thành phố Tân An 500.000 đồng, gia đình Đoàn Thanh Cảnh, Mỹ Phú 200.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Ngọc Sương Thu Hằng 150.000 đồng, chú thím Ba Lăng, bé SEA Games, Paul Ngọc Quyền 500.000 đồng, gia đình anh Hùng Nam Cường 500.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo Lạc Tấn 100.000 đồng, ông bà nội Gia Minh Lạc Tấn 100.000 đồng, ông bà nội Ngọc Tài Lạc Tấn 100.000 đồng, bạn xem đài Cần Duộc 250.000 đồng, cô Một Hường, Long Hậu 100.000 đồng, chị Sáu Dung Cần Duộc 100.000 đồng, ông bà nội Sông Gia, Hậu Thạnh Đông Tân Thạnh 300.000 đồng, Lâm Anh Chợ Trạm 200.000 đồng, Nguyễn Hồng Dũng Thuận Thành 400.000 đồng, chị Tiên, chị Thi, Tầm Du 200.000 đồng, bạn xem đài Phòng Giáo dục thành phố Tân An 100.000 đồng, nhóm Bánh Tét Bình Tâm 100.000 đồng, Đặng Thị Bảnh Bình Tâm 100.000 đồng, Đỗ Thị Buồm Bình Tâm 150.000 đồng, Ngô Văn Thành, Đức Lập Hạ 50.000 đồng, Nguyễn Thị Úc, Phạm Hoàng Văn 100.000 đồng, Ni sư An Huệ, chùa Phật Huệ 50.000 đồng, Ni sư Tịnh Bủ, chùa Phật Huệ 50.000 đồng, gia đình chị Thẩm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Cao Nguyên, Phạm Văn Nhị 300.000 đồng, mắt kính Tân An 200.000 đồng, chị Đào Thuận Mỹ 100.000 đồng, chú Hai Cầu Voi 100.000 đồng, Ánh Hồng Cần Đước 200.000 đồng, tập thể công nhân tổ 2S2 công ty Chinh Lưu 500.000 đồng, gia đình Hoàng Kim 100.000 đồng, Nguyễn Ngọc Uyên Thi 100.000 đồng, Thu Xuân 50.000 đồng, Hồng Dân 50.000 đồng, Như Trực 50.000 đồng, Chiếu Thiện Văn 50.000 đồng, chị Tư phường 5 thành phố Tân An 1 triệu đồng. Cô Trần Bạch Yến, giáo viên hưu phường 2 50.000 đồng, Trần Thị Thu Hà Bến Lức 250.000 đồng, Nguyễn Thị Cẩm Giang Bến Lức 100.000 đồng, Thảo phường 1 thành phố Tân An 250.000 đồng, anh Nguyễn Trung Trực Châu Thành 150.000 đồng, Loan Thủy Sản Cần Duộc 200.000 đồng, Như Nguyễn phường 3 thành phố Tân An 50.000 đồng, chị Thu cư xá phường 3 50.000 đồng, cà phê Ngọc Hải 200.000 đồng, gia đình cô Lụa Kiến Tường 100.000 đồng, nhóm cô Chính Nguyễn, Úc Lệnh, cậu Úc Diệu Hạnh, Tuấn Hồ, Bác Phúc, Phượng Tám Nết, Úc Tịch, Dũng Ngoan, bé Ti, cậu Nhi 7G, cô Thương Hai Đức 550.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều phụ tùng Honda Quỳnh Mai 200.000 đồng, bà Quá Cố Lê Thị Trầu 100.000 đồng, nhóm yoga nhà văn hóa Bến Lức 300.000 đồng, Úc An 200.000 đồng, bà Quá Cố Nguyễn Thị Mùi Tầm Du 100.000 đồng, Võ Thị Ngàn 300.000 đồng, Trần Văn Mẫn Tân Trụ 200.000 đồng, anh Phước Vé Số Thùy Linh Tuyên Quyên Chọn Hằng chị Phước Thịnh Anh Minh chị Mai chị Hạnh tiệm Hữu Lợi Hydro chị Châu 680.000 đồng, tiệm cơm Phát Tài Mai Miếng Dịch Thuận Bánh Ước Thành Phước Sang Cà phê Năm Cu 250.000 đồng, Xoản Nhỏ Má Thịnh Thanh Bảo 550.000 đồng, Cốt Tàu Hũ 200.000 đồng, bạn xem đài phường 3 100.000 đồng, gia đình chị Tám phường 2 200.000 đồng, Hội Chữ Thập Đỏ phường 6 200.000 đồng, Huỳnh Thị Hiếu Đức Hòa 200.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân Đức Hòa 100.000 đồng, Dương Thị Mai Hạnh Mai Châu Hữu Nghĩa Thành Lộc Minh Rạng Ngọc Hạnh Minh Hiền, bà Thái Thị Tiếu và bảy bé gồm Đông Bi Khôi Anh Khải Thịnh Long, ấp 5 Phước Đông Cần Đước 800.000 đồng, Thúy Thanh Quang Minh 50.000 đồng, Lê Thị Lệ Vĩnh Long 100.000 đồng, Võ Văn Tâm 200.000 đồng, Gia Hân Hoàng Duy 200.000 đồng, hai bé Song Hân 200.000 đồng, Thúy Thanh Quang Minh 50.000 đồng, Mỹ Huyền 50.000 đồng, Ngô Văn Trung Vĩnh Hưng 100.000 đồng, Nhung số 44 Trà Quý Bình 50.000 đồng, tổng cộng 22.310.000 đồng và 20kg gạo. Quý khán giả thân mến, chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng của quý khán giả đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật trong chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo. Mọi đơn thư cho chương trình, quý vị gửi về chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An số 125, quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, hoặc Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Long An, địa chỉ số 3, đường Võ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Và đến đây thì chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.